Quý vị và các bạn thân mến, lao là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và còn đáng sợ hơn khi bệnh dễ lây lan trong cộng đồng nếu không được chữa trị và áp dụng các biện pháp phòng ngừa đúng cách. Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống lao 24 tháng 3 với chủ đề tập trung nguồn lực, tăng cường phát hiện và điều trị dứt điểm bệnh lao, mọi người hãy chung tay tích cực hơn nữa trong phòng chống bệnh lao. Ngành Y tế tỉnh Bạc Liêu ngoài hướng dẫn người bệnh tích cực phối hợp điều trị và áp dụng các biện pháp phòng ngừa, còn tăng cường các công tác truyền thông để cộng đồng nâng cao nhận thức về bệnh lao và có biện pháp chủ động phòng ngừa. Bệnh lao là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai trong các bệnh nhiễm trùng. Hàng năm trên thế giới có khoảng 10 triệu người nhiễm vi khuẩn lao và có gần 1,5 triệu người tử vong do bệnh lao gây ra. Dù bệnh lao đã có thuốc điều trị miễn phí cho người dân và đã có vaccine phòng bệnh đối với trẻ em, nhưng nó vẫn là một căn bệnh khó kiểm soát. Trong Chiến lược Quốc gia phòng chống lao Việt Nam đặt ra mục tiêu đến năm 2030, không còn bệnh lao, hướng tới loại trừ bệnh lao khỏi cộng đồng. Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống lao 24 tháng 3, ngành y tế tỉnh Bạc Liêu tăng cường các hoạt động truyền thông để nâng cao nhận thức của cộng đồng về ảnh hưởng của bệnh lao đến sức khỏe, kinh tế xã hội, nhằm đẩy mạnh nỗ lực chấm dứt bệnh lao. Tại Bạc Liêu, hàng năm có hàng trăm ca nhiễm mới được tiếp nhận điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Trong đó, các trạm y tế tuyến cơ sở, ngoài tiếp nhận điều trị, còn quản lý người bệnh tại cộng đồng, hướng dẫn người bệnh thực hiện các biện pháp an toàn nhằm giúp người bệnh không bị kỳ thị và mặc cảm để chiến đấu và chiến thắng bệnh tật. Trên địa bàn của phường 5 thì khi mà mình quản lý bệnh lao thì trước tiên là mình sẽ có cái lịch mà khám sàng lọc cho bệnh nhân, những cái đối tượng mà nghi ngờ. Rồi khi mà bệnh nhân đã phát hiện dương tính rồi á, thì người ta sẽ trên trung tâm y tế sẽ báo về cho trạm để trạm quản lý thì trên danh sách, trên hồ sơ, rồi hướng dẫn bệnh nhân sử dụng thuốc và theo dõi giám sát bệnh nhân hàng tháng. Thực ra của năm 2022 thì phường 5 là 54 bệnh nhân đã điều trị khỏi là 26 bệnh nhân, còn lại là tất cả các bệnh nhân khác là đang điều trị. Thì với công tác giám sát và hướng dẫn bệnh nhân sử dụng thuốc thì thực hiện theo cái quy định của cái chương trình lao, như là dặn hướng dẫn bệnh nhân uống thuốc đều mỗi ngày, rồi hết thuốc khi mà còn một ngày thuốc hoặc là hết thuốc thì sẽ đi nhận thuốc đều, không để bỏ thuốc trong một đợt điều trị nào hết. Trong thời gian sử dụng thuốc điều trị thì sẽ hạn chế rượu bia. Khi mà một bệnh nhân trên địa bàn của mình đã phát hiện lao rồi thì mình sẽ hướng dẫn người ta trong sử dụng, sống chung với một gia đình. Người sống chung với bệnh lao thì sẽ có cái cách ly riêng, và đối với người bệnh lao thì sẽ sử dụng tất cả những cái vật dụng cá nhân là riêng, rồi ăn riêng, có một không gian riêng, rồi sử dụng ví dụ như khi mà ho khạc đàm thì sẽ khạc vào trong một cái nơi nào đó rồi đậy kín lại và xử lý gác theo đúng quy định của hướng dẫn của cán bộ y tế. Còn đối với những người láng giềng thì mình sẽ hướng dẫn cho người ta biết cái cách lao là một cái bệnh thật ra là lây truyền qua đường hô hấp. Nhưng mà đối với cái môi trường xung quanh của mình, mà nếu mà không khí thoáng mát, trong lành, mà mình có cái chủ động tiếp xúc với người bệnh lao thì mình sẽ hạn chế được cái mắc lao. Lao là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn lao gây ra. Vi khuẩn lao chủ yếu lây lan qua đường hô hấp khi người bệnh ho, hắt hơi, khạc nhổ đờm. Vi khuẩn phát tán vào không khí. Người bình thường hít phải không khí có vi khuẩn lao, vi khuẩn sẽ thâm nhập vào cơ thể, dẫn đến nhiễm vi khuẩn lao. Nhưng không phải người nào nhiễm vi khuẩn lao cũng mắc bệnh lao. Điều này còn phụ thuộc vào sức đề kháng của mỗi người. Nếu sức đề kháng yếu, vi khuẩn dễ tấn công vào cơ thể và gây bệnh. Trong đó, giai đoạn đầu của bệnh lao phổi, người bệnh thường có các triệu chứng sau. Ho kéo dài, bao gồm ho có đàm, ho khan, ho ra máu. Triệu chứng này kéo dài trong 3 tuần đến vài tháng. Đau tức ngực và khó thở. Người bệnh sốt nhẹ, cảm thấy ớn lạnh vào chiều và tối. Đổ mồ hôi vào ban đêm. Cơ thể mệt mỏi, không còn sức lực. Chán ăn, sụt cân, suy nhược cơ thể. Ngày nay, khi nền y học hiện đại không ngừng phát triển, đã điều trị khỏi nhiều căn bệnh nguy hiểm mà trước đây không điều trị được, trong đó có bệnh lao phổi. Hiện bệnh lao phổi là một căn bệnh dễ dàng phát hiện thông qua quá trình xét nghiệm đờm hay chụp X-quang phổi. Đồng thời, bệnh cũng được chữa khỏi nếu người bệnh tuân thủ đúng nguyên tắc và phác đồ điều trị.
Vì vậy, khi người có các triệu chứng bệnh lao phổi thì nên đến các cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị sớm nếu có bệnh. Như ban đầu đi làm á, rồi nó bị ho rồi đi khám, người ta nó chụp hình phổi, người ta nó bị phổi lao phổi. Cũng như ăn rồi chén bát đồ ăn riêng hết, không có ăn chung trộn. Ho, nó còn ho nhiều quá à. Ho dưới sao mình mẩy nhất, khớp nhất, đủ khớp nhất hết trơn, không có khớp nào không nhất hết trơn. Bệnh lao phổi có tác động rất lớn đến sức khỏe và tính mạng người bệnh. Nếu người bệnh không thăm khám kịp thời, không tiếp nhận điều trị, càng để lâu cơ thể càng suy kiệt và có thể tử vong. Để mọi người hiểu hơn về căn bệnh nguy hiểm này, hoạt động tuyên truyền thường xuyên được quan tâm đẩy mạnh. Trong đó không những nâng cao ý thức cộng đồng về bệnh lao phổi mà còn để mọi người hiểu rõ cơ chế lây nhiễm bệnh để chủ động phòng ngừa. Là cũng là cộng tác viên của khóm, cho nên cái thứ nhất là mình không được kỳ thị với bệnh nhân. Cái thứ nhất là do mình cũng tư vấn là bệnh nhân cũng có niềm tin. Cũng như hiện tại bây giờ thì thuốc điều trị hết, thì nếu mà bệnh nhân theo dõi thuốc của theo của bác sĩ đó là trong vòng đúng đủ trong thời gian đó, và những cái khoản như là mình đã bệnh thì mình phải cách ly những gì đó, mình đã tư vấn với bệnh nhân hết, cho nên viện trợ đó bệnh nhân không còn cái kiểu như là bị kỳ thị, thì cũng vui vẻ thoải mái sống có thể là mình quên cái đó để mà hàng ngày uống thuốc rồi ăn uống theo cái tiêu chuẩn của bác sĩ, hoặc là khi mà mình ho khạc nhỏ mình cũng kỹ. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là khi mà ngủ nghỉ cũng có một cái không gian riêng của bệnh nhân để đừng có lan trong gia đình. Hiện tại, bệnh lao phổi đã được nhà nước cấp thuốc điều trị miễn phí cho bệnh nhân. Trung tâm Y tế thành phố Bạc Liêu cũng quản lý và cấp thuốc điều trị bệnh lao phổi cho trên 100 bệnh nhân trên địa bàn thành phố. Tất cả các bệnh nhân được quản lý điều trị tại đây đều tuân thủ quy tắc điều trị và đến trung tâm y tế nhận thuốc định kỳ. Để điều trị khỏi bệnh, ngoài uống thuốc đủ liều và đúng thời gian, đúng phác đồ, người bệnh còn được tư vấn cần thực hiện chế độ ăn uống đủ dinh dưỡng để chống lại bệnh tật. Tại đã ở đây đã phát hiện quản lý được 28 trường hợp bệnh mới, và trên tổng số đang quản lý là 150 bệnh. Và khi bệnh nhân đến đây khám thì sẽ được đăng ký bảo hiểm y tế, vào phòng khám lao này thì sẽ được bác sĩ tư vấn khám, cho xét nghiệm, khi mà kết quả dương tính thì ở đây sẽ thu dung điều trị. Bệnh nhân điều trị cái lao phổi thông thường thì sẽ 6 tháng, gồm 2 tháng tấn công và 4 tháng duy trì. Và tùy theo bệnh thì có thể điều trị kéo dài hơn tới 12 tháng hoặc là 2 năm. Khi phát hiện bản thân có dấu hiệu bệnh lao phổi, ông Nguyễn Đăng Thúy, ấp Dòng Nhãn A, xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu đã chủ động đi khám và phát hiện bệnh. Ông Thúy đã tiếp nhận phác đồ điều trị bệnh hơn 2 tuần qua. Theo tư vấn của các bác sĩ, ông phải uống thuốc liên tục trong vòng 6 tháng, theo đúng phác đồ thì mới khỏi bệnh. Vì vậy, ông đã thực hiện đúng, uống thuốc đủ liều, đúng giờ, theo hướng dẫn của bác sĩ. Nó ho khan kéo dài, có đờm, rồi chiều là nó hay bị sốt nhẹ, cơ thể nó mỏi mệt. Rồi đi khám bị phát hiện ra, từ lúc phát hiện bệnh tới giờ là 2 tuần, bác sĩ cho uống thuốc 2 tuần. Từ lúc uống thuốc mấy một tuần đầu thì nó phản ứng thuốc thì nó hơi mệt, nhưng mà từ tuần thứ 2 tới giờ thì người nó khỏe, nó gần như bình thường. Bác sĩ là nhắc mình là rất là quan trọng là uống thuốc phải đúng giờ, không được bỏ ngày nào hết. Rồi ăn uống thì ăn bình thường, tại vì mình uống thuốc vào là nó làm cho người mình làm biến ăn lắm. Và bác sĩ cũng khuyến khích mình ăn nhiều để có sức đề kháng. Anh Nguyễn Minh, ngụ khóm 3, phường 5, thành phố Bạc Liêu, cũng là một bệnh nhân tiếp nhận điều trị lao phổi. Anh Minh cho biết bản thân thường xuyên làm công việc nặng nhọc. Hơn nữa, thời gian trước anh hút thuốc lá nhiều, làm tổn hại đến phổi. Khi có triệu chứng bệnh, anh đã chủ động thăm khám và tiếp nhận điều trị. Hiện anh đã hoàn toàn từ bỏ thuốc lá để việc điều trị bệnh hiệu quả. Là lúc đó là bệnh là mà phát bệ hệ nghĩa là tại vì cái dây nhất với cái đường xương sống mình nhất, tay chân nó bụng gũng với bị do bẻ, rồi vô đi khám bệnh thì bác sĩ nói thôi giờ đi chụp hình phổi là với phổi đi, rồi phát hiện ra là bị phổi nám. Thì lúc mà chưa có phát bệnh thì mình hút thuốc, một từ ngày phát bệnh tới giờ là không hút thuốc luôn. Thì nó nói chung cảm ứng lại là không có nhức, không có mỏi tay chân, người cũng là đi làm hoạt động bình thường. Mà con cái thì mình uống thuốc cho thì nó thuốc nó mạnh quá này, nó buồn ngủ, ăn không được. Giờ bác sĩ kêu dặn về ăn trước đi uống thuốc sau.
Lúc đó là em hút thuốc dữ lắm, mà từ ngày bệnh tới giờ là phát hiện tới giờ là đi khám lại và giờ là uống thuốc, nó vô là không có hưởng hồi thuốc được. Yêu cầu mà ngồi gần mấy người mà hút thuốc lá là em hỏi là hồi đó em chóng mặt. Rồi đó anh hút ngày nhiêu? Ngày gói có gửi á. Rồi từ ngày tới giờ là em bỏ thuốc tới giờ luôn, đi lấy thuốc tới giờ là không có hút thuốc nữa. Hiện nay, nền y học không ngừng phát triển, một số bệnh nguy hiểm trước đây không có thuốc điều trị thì ngày nay hoàn toàn được điều trị khỏi, trong đó có bệnh lao phổi. Việc phát hiện bệnh sớm, tuân thủ đúng nguyên tắc và phác đồ điều trị thì tỷ lệ chữa khỏi bệnh hoàn toàn rất cao. Tuy nhiên, nếu người bệnh không thăm khám phát hiện bệnh sớm để bệnh kéo dài, cơ thể suy kiệt thì khi tiếp nhận điều trị, sức khỏe không đảm bảo, việc điều trị khỏi hoàn toàn là rất khó khăn. Đối với những trường hợp không tuân thủ nguyên tắc và phác đồ điều trị, khiến bệnh trầm trọng hơn, nhất là khi bệnh lao kháng thuốc, sẽ rất khó điều trị. Thưa bác sĩ, thì bệnh lao là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như thế nào? Bác sĩ có thể chia sẻ không? Bệnh lao là bệnh truyền nhiễm thuộc cái nhóm B, mà lây qua đường hô hấp thì có thể là bệnh nhân ho khạc, cái vi khuẩn bay ra ngoài không khí, thì người dân ở cộng đồng hít phải thì sẽ bị nhiễm lao và có thể mắc lao. Trong cái mắc lao thì có được khoảng 5% là nó tự khỏi, còn lại là nó có biến chứng làm nó ảnh hưởng cái chức năng hô hấp của mình và sẽ từ bào mòn cái sức khỏe dẫn đến tử vong. Thưa bác sĩ, thì đối với bệnh lao thì nó có cái triệu chứng như thế nào để mình giúp cho người bệnh là sớm nhận biết cái triệu chứng đó mà thăm khám kịp thời phát hiện bệnh để điều trị ạ? Nhưng bệnh lao thì nó có nhiều cái triệu chứng, nhưng mà quy chung cái bệnh về cái bệnh lao phổi thì nó có 4 cái nhóm triệu chứng chính, đó là bệnh nhân ho khan hoặc là ho có đàm trên 2 tuần, sốt nhẹ về chiều, sụt cân, ăn uống kém, đó là cái 4 cái nhóm triệu chứng chính ở trong bệnh nhân lao để mình phát hiện mình đó là nghi lao. Những người có triệu chứng đó thì đến cái cơ sở y tế, ở trạm y tế hoặc là trung tâm y tế huyện thị, tổ chống lao huyện thị hoặc là bệnh viện lao bệnh phổi khám để làm xét nghiệm đàm, chụp X quang để tầm soát lao. Khi mà bệnh nhân phát hiện bệnh lao thì mình cái phác đồ điều trị như thế nào, cũng như là cái chế độ ăn uống dinh dưỡng ra sao để cho cái người bị bệnh đó là nhanh chóng khỏi bệnh? Thì khi mà mình chụp X quang xét nghiệm đàm mà bệnh nhân đó có vi khuẩn lao thì điều trị bằng phác đồ là hiện nay chương trình chống lao quốc gia điều trị phác đồ ngắn hạn 6 tháng. Chia làm 2 giai đoạn tấn công kéo dài 2 tháng, giai đoạn duy trì 4 tháng. Xong cái phác đồ thì cái hiệu quả điều trị rất là cao, khoảng trên 90% khỏi bệnh. Đối lao kháng thuốc thì chương trình quốc gia thì cũng khuyến cáo là cũng có xài phác đồ 9 tháng và 20 tháng tùy theo cái kết quả mà để nuôi cấy làm kháng sinh đồ á, mà cái nhóm mà bị thất bại hoặc điều trị của cái phác đồ 1 thì mình xài phác đồ 9 tháng hoặc là 20 tháng. Thưa bác sĩ, thì đối với cái người bệnh lao khi mà tiếp nhận cái thuốc điều trị thì cần tuân thủ cái chế độ ăn uống, nghỉ ngơi như thế nào để cho mà sớm khỏi bệnh hả bác sĩ? Nói chung là khi phát hiện lao để điều trị thì mình cũng hướng dẫn bệnh nhân là cái chế độ nghỉ ngơi, ăn uống thì đảm bảo dinh dưỡng để cho cái hấp thu thuốc nó tốt hơn và nên cái hiệu quả điều trị nó cao hơn. Trong giai đoạn tấn công thì điều trị nó cũng có những một số cái tác dụng phụ ngoài mong muốn, như là bệnh nhân hoa mắt, chóng mặt, rồi buồn nôn, nôn, thì mấy cái đó mình hướng dẫn bệnh nhân uống những cái thuốc mà bổ trợ thêm kèm theo để mà qua cái giai đoạn đó. Xin cảm ơn bác sĩ ạ. Quý vị và các bạn thân mến, lao phổi là căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Ngày nay, bệnh đã có dịch vụ chẩn đoán điều trị dự phòng, giúp người bệnh chủ động điều trị và chiến thắng bệnh tật. Tuy nhiên, chúng ta không nên chủ quan lơ là với bệnh. Chủ động khám sức khỏe định kỳ, khám sức khỏe khi có triệu chứng bệnh là một trong những biện pháp phòng ngừa. Và nếu phát hiện sớm bệnh để được điều trị kịp thời là một trong những giải pháp bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. Đến đây, chuyên mục sức khỏe cho mọi người kỳ này xin được khép lại. Mến chào tạm biệt.